Chào mừng quý khách đến với Sai Garden. Chị Nguyệt ơi, đưa khách vô trong giúp em nha. Anh chị ăn tối đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ mời anh chị qua bên này. Trà của anh đây. Hôm nay tôi có việc phải làm rồi, không thể giúp cô. Không sao đâu. Anh muốn dùng gì thêm không? Không cần đâu, trà được rồi. Hôm nay anh có vẻ không ổn. Ý cô là sao? Anh lại lạ làm sao á? Là thế nào? Lạnh lùng hơn mọi ngày đó. Tôi nghĩ là cô nhạy cảm quá rồi. Chỉ là hôm nay tôi bận chút việc thôi, không phải là tại cô đâu. Thôi được rồi, không làm phiền anh nữa. À, xin chào ông Lý. Chào Eric. Lâu quá không gặp nhau ha. Đây là Eric, cứ gọi là Nguyên Hải là được rồi. Tôi đã nghe ông Lý nói nhiều về anh, hôm nay mới được gặp anh. Gặp anh tôi rất vui. Mời ngồi. Mời ngồi. Chị ra tiếp khách giùm em đi. Ơ, sao em không ra? Người yêu ở đó kia mà, tranh thủ ra gặp tí đi. Chị sao vậy? Ai mà đi yêu ảnh? Em nói thiệt, ra giùm em đi. Được rồi, để đó. Dạ chào ông Lý, ông uống gì à? À thôi được rồi, tôi đi liền mà, tôi không uống đâu. Dạ được ạ.
Ở đây có cà phê không? À, dạ, nhà hàng của chúng tôi không có cà phê, chỉ có trà và đồ ăn thôi ạ. À, nhưng mà không sao, nếu như mà anh cần thì tôi sẽ ra ngoài và mua cà phê cho anh nha. Ồ, như vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Sao, Eric đã chọn được món ngon Việt Nam nào cho nhà hàng của mình chưa? Ở Việt Nam thực sự có quá nhiều món ăn ngon, tới giờ tôi vẫn chưa quyết định được. Đây là Nguyên Hải, là một chuyên gia ẩm thực, sẽ hướng dẫn giúp Eric lựa chọn những món ngon mà có thể giúp cho hút khách nhà hàng. Cảm ơn ông Lý rất nhiều. Tôi đang học về ẩm thực Việt Nam và tôi sẽ tiếp nhận mọi sự giúp đỡ. Tôi có việc phải đi trước. Eric với lại Nguyên Hải đây, cứ bàn bạc tiếp nha. Bữa nào đó tôi sẽ hẹn gặp Eric sau. Được rồi, tôi sẽ gọi cho ông sau. Chào Eric. Xin chào ông. Chào cậu. À, anh ngồi đi. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nha. Ẩm thực Việt Nam á rất là đa dạng, món ăn á trải dài khắp Việt Nam, mỗi vùng miền thì có những món đặc trưng riêng. Anh chú trọng nơi nào trước? À, tôi muốn chọn những món ngon mà không những là được người Việt Nam yêu thích mà còn được nổi tiếng và được nhiều du khách biết tới. Từ từ tôi sẽ chỉ dẫn anh, nhưng hôm nay á tôi muốn anh đến một nơi. Là nơi nào vậy? Thì anh cứ đi theo tôi. Được thôi. À, Minh Nguyệt à, tính tiền giùm tôi nha. Dạ được. Dạ đây anh. Được rồi. Đi. À, anh ơi, chặn đầu xe quấy là giùm tôi đi. Hoài vậy? Thì chúng ta về cùng một đường mà. Cùng cái gì mà cùng? Nhà anh hướng kia, liên quan gì? Em đừng bận tâm mà. Anh thấy em đạp xe về, cho nên là anh bám theo sau để bảo vệ cho em thôi. Tôi đâu cần. Em chắc là không cần anh chứ. Hôm nay em không nhớ anh hay sao? Anh đừng có mà mơ đi. Ngồi trên xe taxi anh có thể thấy là em nhớ anh cỡ nào đó. Ảo tưởng nó vừa vừa phải phải thôi. Không nói được có đúng không? Mau thú nhận đi nào. Lúc này em đang nghĩ gì? Tôi nghĩ gì kệ tôi. Anh đừng có đi theo tôi nữa đó. Nè, chờ anh với. Nè, chờ với mà. Nè. Ủa, Vy. Đi về hả? Ai? Làm gì có, mày không thấy tao đi xe đạp hả? Thôi đi vô đi. Hay quá ha. Miệng thì nó không có gì mà giờ dính nhau như Sam á.
Tao có biết đâu, tự nhiên ông theo tao từ nhà hàng về tới đây. Biết sao giờ, đủ không chịu đi. Chứ không phải là hai người có tình ý xong rồi mày giấu tao hả? Thôi, tao không muốn nói chuyện này nữa. Thì thật ra tao qua đây cũng không phải là nói chuyện này đâu. Chuyện của anh Phong á. Ông sao? Đang ở nhà tao á. Gì? Thì hôm qua... Mày nói sao? Hôm qua tao phát hiện ông xỉn ở ngoài đường á, sai khứa không biết cái gì hết. Tao không có nỡ để ông ở ngoài như vậy, cho nên tao đưa về phòng tao. Yến, bây giờ mày qua nói chuyện với ổng được không? Tao không qua đâu. Tao biết vậy là kỳ, nhưng mà thà vậy cho ổng quên đi còn hơn. Nhưng mà bây giờ ổng buồn lắm á, ổng đau khổ lắm. Từ hồi mà mày từ chối ổng tới giờ, ổng không có làm được gì hết. Suốt ngày chỉ có uống rồi say khướt thôi à Yến. Tao biết sao giờ, thà đau một lần rồi thôi chứ. Nói vậy là mày sẽ không qua hả? Ừ. Tao á, hết nó nổi mày luôn. Chứ mày muốn tao phải làm sao? Vi. Vậy trời, đi đâu vậy không biết nữa trời. Cái ông Phong này. Anh Phong. Em cứ mặc kệ anh. Sao mà kệ được? Giờ này ở ngoài đường khuya rồi, nguy hiểm lắm anh. Có cướp rồi sao? Anh không quan tâm. Liên quan gì tới em? Anh nói vậy mà nghe được. Anh làm như vậy chỉ là tự hại mình thôi. Rồi còn những người xung quanh anh thì sao? Mọi người sẽ lo lắng cho anh lắm. Em đi đi. Em đi đi. Anh muốn em đi cũng được, nhưng với điều kiện á là anh đừng có tự hại mình nữa. Thì em sẽ đi.
Yến không yêu anh. Anh không còn thiết sống nữa. Anh Phong, nếu như mà anh làm vậy chỉ để Yến yêu anh á, thì anh sai quá rồi anh Phong. Tại sao? Bộ anh muốn con Yến nó tới với anh chỉ vì nó thương hại anh hả? Anh tỉnh lại đi anh Phong. Vi à, em có cách nào để Yến quay lại với anh không? Để Yến yêu anh không? Vi. Em... Dạ mời cô Dùng mà. Ủa sao kỳ vậy? Cô kêu hai lần rồi, cô kêu trà sen mà tại sao cứ đem trà cúc hoài vậy? Dạ con xin lỗi, để con đổi lại cho cô cái khác. Đây là lần thứ ba rồi nha. Lần sau nếu mà còn như vậy nữa thì cô đừng có trách tôi nha. À xin lỗi chị, tôi là chủ nhà hàng này. Dạ nhân viên của tôi làm ăn sơ suất quá, tôi sẽ cho đổi lại bình trà khác. Dạ chúng tôi sẽ không tính tiền đâu. Ra đổi bình trà khác cho khách đi. Dạ ông chủ, dạ con xin lỗi ạ. Con xin phép. Ừ. Dạ xin lỗi hai chị. Cảm ơn anh. Trời ơi kỳ ghê á. Đã kêu hai lần rồi mà vẫn cứ đưa ra như vậy hả? Tâm trí để đâu á? Người ở đây mà hồn ở trên mây hay sao á? Yến à, có chuyện gì hay sao? Chuyện không có liên quan tới anh đâu. Sao mà anh thấy em buồn quá vậy? Hay là em đang lo lắng về công việc hay sao? Hay là vì cái cách mà anh đối xử với em? Không, em chỉ cảm thấy hơi buồn vì có lỗi với anh Phong. Hãy cho anh ấy thời gian đi, rồi anh ấy sẽ ổn thôi mà. Sao anh biết được? Bởi vì hơn ai hết anh hiểu được cảm giác khi yêu một người quá nhiều là như thế nào. Em cảm thấy thế nào rồi? Về chuyện gì? Thì chuyện em đã từ chối Phong đó. Em không biết đối với người khác thì cái cảm giác sẽ ra sao. Nhưng mà em chỉ biết là mình không có tình cảm với anh Phong. Vậy thì tại sao em lại buồn? Em không muốn mọi chuyện lại như vậy. Em chỉ muốn anh ấy vui vẻ trở lại như ngày xưa. Chỉ vậy thôi. Anh hiểu rồi. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng nhiều quá. Phong sẽ trở lại giống như trước đây sớm thôi mà. Em cũng mong là như vậy. Yên, Yên à, Yên, anh Yên, Phong, anh Yên Phong. Ơi.
Anh xin lỗi. Không sao đâu. Mình với anh ta rõ ràng là không đi đến đâu được. Không được nghĩ nữa. Đã nói là không được nghĩ nữa rồi. Qua nhà Vi chơi. Anh Phong, uống miếng nước đi. Anh cảm ơn em. Anh sao rồi? Anh thấy sao rồi? Đỡ mệt chưa? Vì nè, tại sao em lại tốt với anh như vậy? Có gì đâu anh, gì em cần làm mà. Từ đó tới giờ không ai tốt với anh như em cả. Ngay cả Vũ Yến. Anh đừng có nói như vậy. Anh là người tốt, anh sẽ gặp được người thực sự quan tâm anh thôi. Không, chỉ có mình em thôi. Vi à, anh hy vọng là sẽ không quá trễ. Anh Phong à, hình như là anh hiểu lầm cái gì rồi đó. Đúng ra anh phải dành thời gian cho em, chứ không phải là Vũ Yến. Tường Vi à, những gì anh nói đều là thật lòng mà. Anh Phong à, anh bình tĩnh lại đi. Anh đang suy nghĩ kỹ. Em nghĩ là có thể là thời gian này anh đang buồn, anh cần một người nào đó để thay thế cho con Yến. Không, anh không thay thế cho ai hết. Từ nãy tới giờ anh nói đều là thật lòng mà. Mong em chấp nhận anh. Anh Phong à, anh Phong. Em xin lỗi, nhưng mà em không có tình cảm với anh. Anh hiểu rồi. Ủa, mày tới hồi nào vậy Yến? Tao tới được một lúc rồi. Nếu vậy thì mày... Tao nghe hết rồi. Nghe thấy anh Phong tỏ tình với mày đúng không? Mày nghe được hết rồi thì tốt. Tại vì tao không có ý gì với anh Phong hết á. Với lại tao nghĩ bây giờ, nếu như mà mày quan trọng chuyện bạn bè thì mày nên an ủi anh Phong đi. Chứ tại vì tao với anh Phong bây giờ chắc khó gặp nhau.
ông đã hiểu lầm tao. Ủa, sao mày từ chối anh Phong vậy? Tao thấy anh Phong mới là người tốt mà. Mày nói gì vậy? Bộ mày tưởng là chuyện tình cảm chỉ cần tốt là được hả Yến? Với lại nếu như mà mày nghĩ như vậy á, thì tại sao ngay từ đầu mày từ chối người ta? Vì à, mày là bạn thân của tao, mày thừa biết tao và anh Phong không thể nào rồi. Nhưng mà thực chất anh Phong là người tốt thiệt. Nếu mà mày có một chút tình cảm với ảnh thì nên cho ảnh cơ hội đi. Chứ không phải là mày coi tao là vật thế thân cho mày hả? Tao nói thiệt với mày nha, tao quý hai người lắm, tao mới đứng ra an ủi anh Phong. Rồi xong mày đẩy hết cho tao vậy hả? Sao mày có thể nghĩ tao là người như vậy? Bây giờ tao không tìm được cái lý do nào khác hết á. Vì à, tao thiệt sự chỉ muốn mày tìm được hạnh phúc thôi mà. Mày nói chuyện mâu thuẫn quá Yến, tao không có muốn nghe mày nói nữa. Mày đi về đi. Vi, nghe tao nói đã. Vi, Vi à. Lấy thêm chai nữa. Một chai nữa hả anh? Ừ. Dạ dạ. Em ơi. Dạ, có gì không anh? Chờ thêm chai nữa đi. Dạ anh ơi, anh làm ơn về quán em đóng cửa. Đóng cửa? Dạ. Đóng cửa sớm vậy? Thằng nào gạt chân tao? Tao hả? Mày muốn chết hả? Cái gì? Cho nó một trận đi mày. Tao mới dừng lại giúp tôi. Bình minh xuôi khiến cho tình yêu
bắt đầu, lòng hoài mong ta sẽ chung con đường. Mình đợi bao sông to dèo lên nỗi gió xa, để tình ta chôn sâu bao ngày qua. Người ơi có biết rằng bao đêm vẫn luôn trong mong, chuyện tình ta như vầng trăng luôn sáng ngời. Không cần phải nói rằng anh rất yêu em, hay do sự đúng sai của ai. Một tình yêu khát khao rực cháy nỗi hai phương trời, dẫu bao thăng trầm đã trải qua, luôn thử thách hai chúng ta. Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, đời có lúc sướng vui đau buồn, phố lên đèn mình tay nắm tay, anh và em bước chung con đường. Phố lên đèn mình tay nắm tay, anh và em.